Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món chay đơn giản, đó chính là thịt băm rang riền xả. Món này quý cô bác có thể dùng để ăn sáng chung với bánh mì hoặc là ăn trưa chung với cơm. Cách làm thịt băm chay rang riền xả rất là đơn giản. Khi ăn vào thì thịt băm khô có mùi thơm, có vị mặn mặn ngọt ngọt. Quý cô bác có thể làm sẵn mình cho vào hộp kính. Khi nào cần sử dụng thì mình mở nắp hộp ra, như vậy là đã có dùng rồi. Nếu quý cô bác thích món thịt băm rang riền xả mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Và đây là tất cả nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Ở đây em có 150g hem chay. Hem chay hay còn gọi là ham chay đó quý cô bác. Quý cô bác có thể dễ dàng mua ham chay này tại các cửa hàng bán thực phẩm chay nha. Khi mua thì quý cô bác chọn hem mới để có độ dai ngon như thế này. Tiếp theo cần một muỗng cà phê, hạt điều hay còn gọi là hạt cà ri, 50g củ riền. Củ riền thì quý cô bác gọt sạch vỏ, sau đó rửa sạch. Và một cây sả như thế này. Tiếp theo gia vị nêm gồm có một muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê hạt nêm chay. Cần có một ít nước mắm chay và dầu ăn. Nguyên liệu đơn giản chỉ như vậy thôi. Bây giờ thì chúng ta làm nha. Phần củ riền quý cô bác có thể cắt sợi nhỏ hoặc là cho vào máy xay, chúng ta xay cho nó nhuyễn ra, hoặc là băm nhỏ, giã nát đều được hết trơn nha. Tùy quý cô bác làm như thế nào, thấy tiện là được. Riền cắt xong thì để qua một bên, tiếp theo là đi cắt nhỏ hem chay. Hem chay thì quý cô bác có thể giã nát hoặc là cắt nhỏ, cắt sợi đều được hết. Sả thì em cắt nhỏ thành những lát mỏng nha. Nguyên liệu đã sẵn sàng rồi nè, bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi rang thôi. Đầu tiên thì em sẽ chuẩn bị một cái chảo, sau đó thì cho vào đây một ít dầu ăn. Và tiếp theo nữa thì cho sả và riền vào đây để rang cho vàng trước. Phần riền xả cần phải rang cho thật là vàng giòn, thơm thì chúng ta mới cho thịt vào rang được. Riền xả đã chuyển sang màu vàng và thơm rồi. Bây giờ phần riền và xả nó rất là giòn luôn. Em sẽ múc cái phần xả và riền này ra nha. Để qua một bên và sử dụng phần dầu này, chúng ta sẽ đi phi hạt điều. Công dụng của hạt điều là để tạo màu cho món thịt chay. Nếu quý cô bác không thích cái màu vàng như thế này, chúng ta có thể sử dụng tương ớt, tương cà để tạo màu cũng được nữa. Sau khi đã có màu rồi thì chúng ta vớt cái phần hạt này ra bỏ nha. Tiếp theo là cho phần hem chay vào, đảo cho thật là đều. Cho phần hem chay thấm hết cái màu đều. Rồi bây giờ nêm thêm gia vị gồm đường và hạt nêm chay.
và thêm chút xíu nước mắm chay nữa. Rồi bây giờ thì đảo đều thôi. Tiếp theo nữa là cho sả và riềng vào luôn. Bây giờ thì quý cô bác phải đảo cho thật là đều tay và rang ở lửa nhỏ. Rang đến khi nào mà phần thịt này nó thật là khô lại. Nó càng khô thì chúng ta sẽ bảo quản được càng lâu và ăn càng ngon. Khi phần thịt băm khô lại rồi, quý cô bác ăn giống như là chà bông chay vậy đó. Đây là phần thịt băm mà em rang được 20 phút rồi nè quý cô bác. Nó đã rất là khô rồi. Quý cô bác thấy không, nó không có còn bám dính vào trong chảo nữa. Phần gia vị và dầu điều đã thấm vào trong thịt băm hết trơn rồi. Bây giờ nó rất là khô và mùi nó cũng khá là thơm luôn. Như thế này là được rồi, bây giờ em sẽ tắt bếp nha. Chuẩn bị một cái đĩa và tỉa một ít hoa cho nó xinh xinh. Do là tiết kiệm thời gian cho quý cô bác cho nên công đoạn tỉa hoa em sẽ không có quay nha. Và tỉa hoa như thế này cũng rất là đơn giản. Quý cô bác sử dụng một củ cà rốt và trang trí thêm là cọng hành. Thích nhất ở món này chính là mùi thơm của nó. Hoàn thành xong món thịt băm rang riềng sả rồi nè quý cô bác. Món này có màu đẹp, mùi thơm, ăn vào thật có vị mặn mặn ngọt ngọt. Những cái sớ thịt mà dai dai, ăn tan trong miệng. Thích nhất là mùi thơm của nó. Quý cô bác có thể ăn chung với cơm nè, hoặc là ăn cùng với bánh mì. Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em cũng xin kết thúc tại đây thôi. Chân thành cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video nếu thấy hay thì xin hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi video mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.